Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vậy là sau nửa ngày điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy Phú Thọ, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đáng tiếc phép màu đã không xảy ra. Người mẹ trong vụ con trai tầm xăng đốt nhà đã qua đời vào tối cùng ngày, mùng 3 tháng 8. Hiện gia đình đã làm thủ tục để đưa người phụ nữ xấu số này về quê an táng. Người tử tới xăng đốt nhà khiến mẹ bỏng nặng qua đời vì không xin được tiền. Liên quan đến vụ con trai tầm xăng đốt nhà khiến mẹ ruột bị bỏng nặng vào ngày 3 tháng 8 vì mâu thuẫn, ông Hà Ngọc Viên, Chủ tịch UBND ban Nhân dân xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ cho biết. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà NTK sinh năm 1961, trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, nạn nhân trong vụ cháy đã được người dân ở địa phương đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do bỏng nặng và tuổi cao sức yếu nên đã tử vong tối cùng ngày. Sáng ngày 4 tháng 8, gia đình nạn nhân đã làm thủ tục để đưa bà ca về quê an táng. Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 chiều ngày 3 tháng 8. Do xin tiền mẹ nhưng không được cho, Trần Tú Anh, sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ, con trai bà ca, đã bực tức, không kiểm soát được hành động mà dùng xăng đốt nhà. Do bị bất ngờ trước hành động của con trai, bà NTK không kịp bỏ chạy nên bị bỏng nặng. Phát hiện ra đám cháy, Người dân xung quanh hô hào nhau chạy đến dập lửa, đồng thời đưa bà Hát đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Thanh Thủy, sau đó chuyển đi viện bỏng điều trị. Sau khi sự việc diễn ra, Trần Tú Anh cũng bị công an huyện Thanh Thủy bắt giữ để điều tra. Theo Ủy ban nhân dân xã Đồng Trung, nơi đối tượng ở cho hay, Trần Tú Anh nghiện ma túy, có vợ nhưng đã ly hôn trước đó, hai người có chung với nhau hai người con, một bé sinh năm 2016 và một bé sinh năm 2019. Sau khi ly hôn, cả hai bé đều sống cùng bố. Hôm xảy ra vụ cháy, mọi người đã đưa hai con nhỏ của đối tượng sang nhà hàng xóm lánh tạm. Được biết, gia đình bà ca thuộc hộ cận nghèo, khó khăn vất vả. Có lẽ giờ này, những người hàng xóm xung quanh vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau khi vụ việc xảy ra. Càng phẫn nộ, càng ghét Trần Tú Anh bao nhiêu thì càng thấy thương xót cho bà ca, cho đứa trẻ tuổi nghiệp kia bấy nhiêu. Bà nội mất đi, bố thì bị bắt, chắc chắn rằng cuộc sống của hai đứa nhỏ đã khó khăn rồi lại càng khó khăn thêm. Tương tự như vụ việc trên, chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ sự việc đau lòng xảy ra vào cuối tháng 10 năm 2022 tại Hưng Yên, từng có một thời gian gây xôn xao dư luận chỉ vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai không được giải quyết ổn thỏa mà ba người con gái đã dùng xăng đốt nhà mẹ đẻ, hậu quả khiến cho mẹ và hai người con gái tử vong. Con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ vì mâu thuẫn đất đai theo đó, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất, sáng ngày 30 tháng 10, ba người con gái gồm Đỗ Thị Định, sinh năm 1982, Đỗ Thị Điểm, sinh năm 1988 và Đỗ Thị Đưa, sinh năm 1990, đến nhà mẹ ruột của mình là bà Vũ Thị Đều, 61 tuổi, cử cái. Những người này mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều. Sau khi cự cái ngoài cửa, cả ba của mẹ tiếp tục vào trong nhà một người mang theo can xăng đổ xuống nền gian phòng khách rồi châm lửa đốt. Lửa bùng lên khiến bà Đều và ba người con đều bị bỏng nặng. Cả bốn người đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng. Sau hơn một tháng điều trị tại bệnh viện, hai người con bà Đều là chị Định, con gái cả và chị Điểm, con gái thứ hai, người trực tiếp tưới xăng, châm lửa đã tử vong do vết bỏng quá nặng. Còn người con gái út Đỗ thị đưa, 32 tuổi, bị thương nhẹ nhất. Tiếp đó ít lâu, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng rất đáng tiếc phép màu đã không xảy ra. Người mẹ trong vụ ba con gái mang sang đốt nhà vì tranh chấp đất đai ở Hưng Yên đã qua đời. Theo thông tin từ lãnh đạo xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, bà Vũ Thị Đều, người mẹ trong vụ việc đã qua đời vào khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 12. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết, bà đều có mảnh đất ở mặt đường và một mảnh đất trong ngõ, đã chia cho các con theo phương án. Số đất ngoài mặt đường, bà đều chia cho con trai, còn ba người con gái, mỗi người được một suất đất trong ngõ. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản hòa giải ở xã. Tuy nhiên, ba người con gái bà đều đến nhà mẹ đẻ muốn đòi một suất đất ngoài đường. Lúc này, bà đều không đồng ý vì đất đã phân chia rồi, do mâu thuẫn chuyển đất đai những người này nhiều lần xảy ra bất đồng và đã được ủy ban nhân dân xã tới hòa giải ba lần vì cán bộ này bày tỏ sự đau xót dù các con bà đều từng ký vào thỏa thuận hòa giải do chính quyền tổ chức tuy nhiên sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra đến nay vụ việc đã khiến bà đều và hai con gái tử vong do bỏng nặng vụ việc là điển hình của tấn bi kịch xuất phát từ mâu thuẫn trong phân chia tài sản đất đai hàng xóm cho hay hoàn cảnh của bà đều khổ cực Chồng mất vì bệnh tật từ khi các con chưa lập gia đình. Một mình bà nuôi lớn các con ăn học. Từ trước đến nay, bà đều sống môn hòa với hàng xóm láng giềng, không có điều tiếng gì. Trước đây, bà đều cấy cày nuôi các con. Sau con cái lớn hết, dựng vợ gả chồng rồi thì đi làm quét dọn ở công ty, tháng được vài triệu. Ngôi nhà mới này, bà đều mới về đây sống chưa được bao lâu. Vợ chồng người con trai thì làm sửa xe ở cách đây không xa, thi thoảng mới trở về theo một số người dân nơi đây, trước đến nay gia đình bà đều sống không có ồn nào gì. Mọi chuyện về mâu thuẫn, tranh chấp tài sản hàng xóm cũng không hề hay biết. Bà đều cũng không chia sẻ với ai về chuyện này. Ba người con gái mang sang đến đốt nhà mẹ đẻ có lẽ đều không ngờ tới rằng hậu quả việc làm của họ lại khiến cho chính người mẹ mang nặng đẻ đau ra mình và hai người chị em tử vong. Chỉ còn lại cô con gái út nhưng có lẽ, người con ấy cũng không thể tránh khỏi vòng lao lý và bản án lương tâm vì đạo làm con. Có lẽ, những người dân hưng yên quanh đó cũng sẽ không bao giờ thôi ám ảnh mỗi khi đi qua mảnh đất đó. Chỉ trong hơn một tháng mà dạp đám ma dựng lên ba lần, ba cáo phó khác nhau, kèm chống đám ma liên hồi, ai oán mãi không ngưng. Nơi đã khiến cả bốn người máu mủ ruột thịt phải đẩy nhau vào con đường cùng, không còn chọn lựa. Đây quả thật là một cái kết buồn cho một bi kịch gia đình. Vụ việc này có lẽ là vụ án sát hại người thân gây phẫn nộ nhất năm 2022. Không ai có thể hình dung nổi, chỉ vì tranh chấp tài sản, chia quyền thừa kế đất mà ba người con gái đã mang xăng đốt nhà mẹ đẻ, để rồi dẫn đến kết cục thật đau xót. Lần lượt hai người con đã tử vong, người mẹ cũng không qua khỏi. Một gia đình tan nát với ba đại tang. Qua những sự việc đau lòng trên, ta có thể thấy, chỉ vì những mong muốn đạt được lợi ích trước mắt của bản thân mà con người ta sẵn sàng ra tay sát hại người khác, kể cả đó là người mang nặng để đau ra mình. Một khi lợi ích vật chất được coi trọng thì người ta sẽ tính toán, Dưới ích kỷ tham lam sẽ biến con người trở nên khác đi. Vật chất càng nhiều thì lòng tham lam càng cao, lòng tham lam càng cao thì đạo đức càng kém, đạo đức càng kém thì con người trở nên hung ác, dữ tợn, con người trở nên hung ác thì xã hội bất an khi mọi sự đã trở nên quá muộn thì cái giá phải trả trở nên quá đắt đỏ cái được chỉ là phần vật chất còn cái mất thì quá to lớn không thể nào cân đong đo đếm được hai vụ việc trên chính là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất trong đời sống con người vì thế mọi người hãy xây dựng tình cảm gia đình đầm ấm thuận hòa không nên vì ham muốn ích kỷ của bản thân nghĩ cái lợi trước mắt mà sẵn sàng ra tay Kể cả người đó là người thân, để xảy ra những sự việc đau lòng, mất người thân, vướng vòng lao lý, các con trẻ bơ vơ ám ảnh. Thưa quý vị, liệu rằng người con trai trong vụ tầm xăng đốt nhà khiến cho mẹ bỏng nặng qua đời và người con gái út trong vụ dùng xăng đốt mẹ ở Hương Yên sẽ phải trả giá đối mặt với những hình phạt ra sao cho những hành vi bồng bột không suy nghĩ của mình? Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.